Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hoa, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Chắc chắn khi xem một cảnh quay lãng mạn, đặc biệt là cảnh hôn trong các bộ phim tình cảm, ai trong chúng ta cũng sẽ thắc mắc không biết diễn viên đã phải ứng phó thế nào với sự ngại ngùng để có được hiệu quả mãn nhãn nhất trên màn ảnh. Những phần cảnh tưởng chừng đơn giản ấy thực chất tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết của cả ekip làm phim, từ diễn viên, đạo diễn cho đến nhân viên hậu kỳ. Bên cạnh đó thì nhiều lúc cũng sẽ có những cảnh quay hỏng tấu hài cực mạnh. Và ngay sau đây hãy cùng Top Sao Hoa điểm qua hậu trường cảnh hôn của một số bộ phim Hoa ngữ được yêu thích nhất gần đây để biết thêm chi tiết nhé. Thứ nhất, Lê Hấp Đường Phèn. Trong một buổi trả lời phỏng vấn thì Ngô Thiến và Trương Tân Thành đã tiết lộ hai người ăn ý đến mức đa số cảnh hôn của Lê Ngữ Băng và Đường Tuyết trong Lê Hấp Đường Phèn đều không có cảnh hỏng. Và chính vì vậy mà cả hai đã có những cảnh hôn đáng nhớ nhất phim mà cặp diễn viên này đã hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc. Thứ hai, Chạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Để có được những cảnh hôn ngọt ngào, cặp đôi chị em được nhiều người yêu thích trong Chạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Tống Thiến và Tống Uy Long đều rất nhập tâm nghe theo chỉ dẫn, vừa nhiệt tình vừa tận tụy của đạo diễn. Thứ ba, Thiên Tỉnh Chi Lộ. Dù đều là những diễn viên còn rất trẻ, nhưng Trình Tiêu và Trần Phi Vũ đã có màn thể hiện rất tốt trong Thiên Tỉnh Chi Lộ lên sóng cuối tháng 4 vừa rồi. Từ hậu trường cảnh hôn tình tứ của Trình Tiêu và Trần Phi Vũ có thể thấy rõ sự thân thiết thoải mái giữa hai diễn viên, và nhờ sự hỗ trợ của ekip, cảnh hôn lên phim nhận được rất nhiều lời khen từ người xem. Thứ tư, Tam Thiên Nha Sát. Cặp đôi Phó Cửu Vân và Đàm Xuyên của Tam Thiên Nha Sát không chỉ liên tục phát đường ở trong phim, ngay cả hậu trường tập thoại chuẩn bị cho cảnh quay thì Trịnh Nghiệp Thành và Triệu Lộ Tư vẫn vô cùng thân thiết và ngọt ngào như thế này. Thứ năm, Bạn Gái Lầu Dưới Hãy Ký Nhận. Cảnh quay đáng nhớ nhất của Vương Quan Giật và Tư Hảo trong bộ phim Bạn Gái Lầu Dưới Hãy Ký Nhận có lẽ là chi tiết nụ hôn có vị tỏi đầy hài hước. Thứ sáu, Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư. Cao Vĩ Quang chia sẻ cảnh hôn trong Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư mà anh và Địch Lệ Nhật Ba phải thực hiện là khá khó nhằn, do đạo diễn yêu cầu anh vừa hôn vừa đẩy bạn diễn của mình đến vách đá gần đó. Tuy nhiên vì vị trí mà họ đang đứng cách khá xa vách đá nên mới gây ra những tình huống giờ khóc giờ cười, trông hai người như hai đứa bé đang ôm lấy nhau, và Cao Vĩ Quang còn vô ý dẫm lên chân của Địch Lệ Nhật Ba. Thứ bảy, Thân Ái Nhiệt Ái. Dương Tử và Lý Hiện ngoài đời vốn rất thân thiết vì là bạn đại học với nhau, thế nên ở hậu trường Thân Ái Nhiệt Ái, họ luôn thoải mái cười đùa khi thảo luận và xem lại những cảnh quay của mình. Và dù có bị hỏng thì cả Lý Hiện và Dương Tử đều không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn đùa giỡn rất vui vẻ nữa. Thứ 8, Nghìn Lẻ Một Đêm. Ở hậu trường bộ phim Nghìn Lẻ Một Đêm, Đặng Luân hài hước chất vấn vì sao cảnh hôn ban đêm mà Địch Lệ Nhật Ba lại tô son quá đậm, là mọi người không nhịn được cười. Còn Địch Lệ Nhật Ba thì vì nhân viên ánh sáng trước mặt tấu hài mà không thể tập trung hôn Đặng Luân được. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.